Hằng My và Công Thanh mến chào quý vị khán giả và mời quý vị cùng theo dõi những thông tin trong cà phê sáng nay. Chắc hẳn quý vị cũng như Hằng My đã có một ngày 8 tháng 3 thật tuyệt vời đúng không ạ? Và Công Thanh luôn mong rằng chị em phụ nữ ngày nào cũng tươi tắn lung linh và tràn đầy năng lượng như trong ngày 8 tháng 3. Xin cảm ơn anh Công Thanh và quý vị thân mến. Ngày hôm qua là ngày 8 tháng 3 không chỉ là ngày đặc biệt đối với chị em phụ nữ mà còn là một trong ngày ghi dấu mốc quan trọng của Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Đó là Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 rộng rãi trong một chương trình tiêm chủng mở rộng lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 100 triệu mũi trong năm 2021. Mục tiêu như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nói là để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Đối tượng được ưu tiên trong đợt tiêm đầu tiên này là lực lượng chủ chốt ở tuyến đầu thường xuyên và tiếp xúc với nguồn bệnh, bao gồm nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên làm công tác truy vết, xét nghiệm, người làm việc tại khu cách ly, tổ COVID-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, lực lượng công an, quốc phòng tại các địa phương trên. Vaccine phòng COVID-19 sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này là vaccine của AstraZeneca, một trong ba vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng 117.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phối hợp với đơn vị cung cấp tiếp nhận lô vaccine này khẩn trương vận chuyển từ đơn vị cung ứng đến các địa phương ngay sau khi vaccine được rà soát hồ sơ và kiểm định tính an toàn. Vaccine được bảo quản trong dây chuyền lạnh từ 2 đến 8 độ C và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất từ khâu tiếp nhận, vận chuyển cho đến tận bàn tiêm, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Hiện nay, do nguồn cung vaccine trên toàn cầu rất hạn chế, để triển khai sớm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng, Bộ Y tế đang tích cực thúc đẩy đàm phán để nhập khẩu vaccine từ các nguồn, đồng thời khẩn trương đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vaccine trong nước để đảm bảo tự chủ nguồn vaccine phòng COVID-19 bền vững. Có vaccine ngừa COVID-19 cộng với các biện pháp phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, cuộc sống người dân đang dần trở lại bình thường. Tỉnh Bình Phước cũng đã cho mở lại các dịch vụ không thiết yếu. Thật tuyệt vời anh Công Thanh ạ. Và một trong những dịch vụ mà Hằng My cũng như là nhiều người chờ đợi là xem phim tại các rạp. Vì lâu rồi, mọi người không được xem trên màn hình lớn với âm thanh thật là sống động. Vâng, vào tối qua thì các phóng viên của BBTV đã có những trải nghiệm thú vị tại một số rạp phim trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Sau đây, phóng viên Kim Yến sẽ cung cấp những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sau một thời gian tạm dừng hoạt động thì hiện nay các hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được mở cửa trở lại. Trong đó có hoạt động của rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí. Điều này cộng với những bộ phim hot mới ra trong những ngày đầu tháng 3 đã thu hút và mang đến nhiều cảm xúc tích cực cho người dân. Và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân sau một thời gian dài làm việc căng thẳng. Lượng khách đến với rạp chiếu phim thường phụ thuộc vào từng thời điểm ra mắt các bộ phim mới. Nhưng trung bình, lượng khách đến các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố Đồng Xoài chỉ dao động ở mức trên dưới 200 vé trên một ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian tạm ngưng hoạt động thì số lượng khách đến với rạp chiếu phim đã có sự gia tăng đột biến. Nhiều khán giả nhận định, nguyên nhân là do có nhiều bộ phim hay tồn đọng trong Tết chưa chiếu được do dịch COVID-19, nay bắt đầu khởi chiếu đã có sức hút người xem rất lớn. Dù em ở Phú Riền thì xuống đây hơi xa, xuống đây rất khoảng tầm 30 phút. Nhưng mà vẫn thấy xứng đáng vì xuống đây để coi bộ phim mình thích. Mong chờ nhiều bộ phim sau Tết ra, nhiều bộ phim rất là hay. Thì tóm lại cảm xúc của em rất là phấn khích. Sau thời gian đợt dịch vừa rồi nghiêm cấm, bây giờ lại mở lại, em thấy không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Tham gia những cái chỗ đông người, tôi vẫn không quên tuân thủ các nguyên tắc là đeo khẩu trang khi nơi công cộng, để giữ biện pháp an toàn cho mình và mọi người. Do tích hợp nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, lượng khách đổ vào rạp chiếu phim The Goldmart, phường Tiến Thành khá đông đúc. Thay vì ở mức trên dưới 200 vé mỗi ngày, thì số lượng vé bán ra từ ngày 5 tháng 3 đến nay dao động từ 1.000 đến trên dưới 2.000 vé mỗi ngày. Cùng với đó, số lượng khách đến với rạp chiếu phim Đồng Xoài cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, dao động từ 700 đến trên dưới 1.000 vé mỗi ngày. Nhìn chung, các rạp phim, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Rạp mình chính thức hoạt động lại từ ngày 5 tháng 3. Và sau một thời gian dài nghỉ dịch, thì thực sự nhất là trong cái thời gian dịp Tết vừa rồi, cái nhu cầu giải trí của người dân và nó
Nói chung là người ta đang rất là cần. Và sau khi các hoạt động lại thì đúng vào có dịp đang có những cái bộ phim rất là hay. Và hiện nay là thu hút một cái lượng khách tương đối là lớn tới rạp phim. Thì trong quá trình hoạt động thì rạp vẫn đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn phòng chống dịch, như là yêu cầu khách đeo khẩu trang và sát khử khuẩn để đảm bảo cái an toàn chống dịch. Thưa quý vị, Kim Yến đang có mặt tại rạp chiếu phim Đồng Xoài Cinema. Bây giờ là 22 giờ, vẫn còn rất nhiều vị khán giả đang ngồi chờ để xem suất phim cuối cùng trong ngày. Rạp chiếu phim đã mở cửa. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức thông báo hoạt động giảng dạy và học tập. Cùng với đó, công tác phòng chống COVID-19 vẫn được triển khai nghiêm ngặt. Đa số các trường yêu cầu sinh viên tại vùng dịch hoặc phải cách ly y tế, tiếp tục tự học theo hướng dẫn của giảng viên, được công nhận điểm đánh giá ý thức học tập như học trên lớp. Giảng viên, sinh viên thuộc vùng dịch phải tự cách ly đủ 14 ngày bên ngoài vùng dịch và có giấy xác nhận âm tính của cơ quan y tế có thẩm quyền mới được tham gia giảng dạy, học tập. Với hơn 35.000 sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo sinh viên tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 21 tháng 3. Một số trường đại học chia nhóm sinh viên với lịch học tập trung khác nhau để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, những ngày gần đây nếu có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những chùm hoa kèn hồng đua nhau khoe sắc trên nhiều tuyến đường. Vâng, thưa quý vị, nổi bật giữa sắc trời xanh thẳm, những đóa kèn hồng đung đưa trong gió như là muốn níu ánh mắt người qua đường. Chạy dọc theo các con đường như Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Võ Thị Sáu, quận 3, Võ Văn Kiệt, quận 1, vào những ngày này, người đi đường sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những hàng kèn hồng đang đồng loạt trổ hoa. Khi họ ngước lên cao thì họ sẽ nhìn thấy hoa nó đẹp hơn, nó nở rộ ra và những bông hoa nó được nở thành một đám như vậy thì tạo cảm giác mát mẻ cho người nhìn. Quê mình thì không có loài hoa này. Từ khi mà mình xuống thành phố thì mình mới được gặp những hoa kèn hồng này. Thì trong mùa dịch bệnh này thì cũng có nhiều cơ sở giải trí nó tạm thời đóng cửa. Nhưng mà khi bởi vậy là mình tìm đến những địa điểm này để check in thì mình cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Vì đang là thời điểm hoa kèn hồng nở rực rỡ nhất, nên mặc dù thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đang nắng nóng, thế nhưng nhiều người cũng tranh thủ chụp hình lưu lại những kỷ niệm với mùa hoa năm nay. Càng nắng bao nhiêu thì chụp hình nó sẽ đẹp hơn bấy nhiêu. Và trước khi đi như này cũng phải bôi một lớp kem chống nắng và phải lấy những góc độ xa hơn một tí mới lấy được hết cảnh của hoa trên cao. Rong ruổi trên đường dưới bóng kèn hồng khiến cho con người dường như quên mất cái nắng nóng và cũng như yêu thêm một cái gì đó rất lãng mạn của Sài Gòn. Thưa quý vị, mới đây tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ ra mắt sách 70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga. Cuốn sách do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh biên soạn. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh chia sẻ, cuốn sách 70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga là món quà tri ân xin gửi đến các vị lãnh đạo, người dân và bạn đọc hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời cũng là mong muốn của Đại sứ đóng góp lan tỏa những tình cảm đặc biệt giữa hai quốc gia. Cuốn sách này ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, chính là thể hiện cái tình cảm quý mến của tôi, lòng kính trọng của tôi đối với lãnh đạo và người dân hai nước đã dành công vun đắp và phát triển, đóng góp cho quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay. Ông Vladimir Buzhanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt cho rằng cuốn sách sẽ hấp dẫn với mọi đối tượng bạn đọc. Sách bao gồm tất cả giai đoạn từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến tình hình quan hệ hiện nay giữa Nga và Việt Nam. Tôi nghĩ cuốn sách bổ ích cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam và Nga, cũng như mối quan hệ đã trải qua 70 năm giữa hai nước chúng ta. Buổi ra mắt sách có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Thượng viện và Hạ viện Nga, cũng như các bộ ngành, chính quyền các thành phố và các địa phương Nga. Đông đảo các nhà nghiên cứu, giới học giả và bạn bè Nga và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga cũng có mặt. Có lẽ ít ai biết rằng, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 mỗi năm đều được đặt theo một chủ đề riêng biệt. Năm nay, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã công bố chủ đề của năm là Phụ nữ trong lãnh đạo, hiện thực hóa một tương lai bình đẳng trong thế giới COVID-19.
Vâng, thông qua chủ đề này, Liên Hợp Quốc muốn ghi nhận những nỗ lực to lớn của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới trong việc định hình một tương lai bình đẳng và phục hồi từ đại dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới IPU ghi nhận phụ nữ đứng ở tuyến đầu trong chiến dịch ứng phó với COVID-19 và thực hiện việc đẩy lùi hiệu quả đại dịch ở các vị trí khác nhau như nhân viên y tế, người chăm sóc, người sáng tạo, nhà tổ chức cộng đồng hay nhà lãnh đạo quốc gia. Phụ nữ cũng có những đóng góp không thể thay thế trong các quyết định, chính sách và điều luật mang lại sự tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách lớn để chạm tới mục tiêu cân bằng và bình đẳng giới khi những rào cản mới đã xuất hiện trong bối cảnh đại dịch. Thống kê cho thấy phụ nữ phải đối mặt với bạo lực gia đình nhiều hơn, phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc mà không được trả lương, mất việc làm và nghèo đói. Ngoài ra, tỷ lệ nữ nguyên thủ và nữ nghị sĩ trên thế giới chiếm tỷ lệ còn thấp. Theo báo cáo phát triển con người năm 2020 của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Việt Nam đứng thứ 65 trên 162 quốc gia về bình đẳng giới và nằm trong nhóm 103 nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội. Thưa quý vị, xu hướng sưu tầm những kỷ vật ảo được xác thực quyền sở hữu và giá trị nhờ công nghệ chuỗi khối blockchain đang dần trở nên thịnh hành trong thời đại công nghệ số. Và mới đây, giám đốc điều hành và cũng là nhà đồng sáng lập mạng xã hội Twitter, Jack Dorsey, đã mang ra đấu giá dòng chia sẻ đầu tiên với mức trả giá cao nhất lên tới 2 triệu đô la Mỹ. Ông Dorsey chính thức giới thiệu đường dẫn link tới trang Variable Exchange, chợ điện tử chuyên trao bán các tweet, trong đó các nhà đầu tư hoặc sưu tầm có thể mua bán các dòng tweet có chữ ký của chủ nhân tạo ra tweet đó. Người sẵn lòng chi 2 triệu đô la Mỹ để mua dòng tweet của CEO Dorsey chính là Josh Stinson, nhà sáng lập của Tron, nền tảng công nghệ blockchain đứng sau sự ra đời của các loại tiền điện tử. Theo đó, chủ nhân của các dòng tweet sẽ quyết định có đúc dòng tweet của mình trên blockchain để tạo ra một phiên bản tương tự có chữ ký xác nhận hay không. Như vậy, việc mua tweet đồng nghĩa rằng người mua có được chứng nhận điện tử sở hữu dòng tweet, và đây là bản độc nhất. Đây không phải lần đầu tiên một tài sản công nghệ được đấu giá. Với cách làm khá tương đồng, những khoảnh khắc ấn tượng trong các trận đấu của Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ cũng được bán theo kiểu đấu giá trên chợ thương mại điện tử Topshop cách đây không lâu. Thưa quý vị, tập trung vào thị trường nội địa là chiến lược mới nhất được Thái Lan đặt ra cho ngành du lịch trong năm 2021, trong đó Bangkok đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.118 tỷ bạc. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết, cơ quan này có kế hoạch chú trọng nhiều hơn vào du khách trong nước. TAT hy vọng có khoảng 6,5 triệu lượt du khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2021, tạo ra doanh thu khoảng 347 tỷ bạc. Trong khi đó, 160 triệu lượt khách du lịch nội địa dự kiến sẽ tạo ra khoảng 870,4 tỷ bạc. Chiến thuật chính để kích cầu du lịch trong nước là khuyến khích du lịch vào những ngày làm việc. Ngoài ra, TAT cũng đang tổ chức các cuộc thảo luận để thực hiện các chiến dịch kích cầu liên quan đến các ngày lễ địa phương của từng khu vực. Ngành du lịch của Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, nội các Thái Lan mới đây đã thông qua kế hoạch tạo thêm 8 ngày nghỉ đặc biệt trong năm 2021 nhằm kích thích du lịch nội địa. Trong đó, một số ngày nghỉ đặc biệt được kết hợp với những ngày cuối tuần để tạo ra những kỳ nghỉ dài. Nhằm thúc đẩy biện pháp phòng chống COVID-19, sân bay Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã triển khai hệ thống nhập cảnh điện tử không tiếp xúc. Theo đó, toàn bộ quy trình chỉ gói gọn trong vòng chưa đến 10 giây. Hệ thống kiểm soát nhập cảnh nhanh trên ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt được tích hợp với máy quét và cổng điện tử được đặt tại các quầy làm thủ tục và kiểm tra hộ chiếu. Theo đó, du khách đăng ký sử dụng dịch vụ nhập cảnh thông minh sẽ cung cấp thông tin xin trắc hợp cần thiết và dữ liệu sẽ được tích hợp vào hệ thống để phục vụ các bước thủ tục tiếp theo. Cơ quan xuất nhập cảnh UAE cho biết, các du khách đăng ký dịch vụ sẽ chỉ mất từ 5 đến 9 giây để hoàn tất quy trình. Dự kiến hệ thống mới sẽ được triển khai ở hơn 120 cổng đến và đi thông minh tại sân bay Dubai. Hiện đã có hơn 150.000 người đăng ký tham gia dịch vụ thông minh này. Thưa quý vị, với niềm đam mê nghiên cứu, sự nghiêm túc tận tâm trong công việc, với các hoạt chất có hoạt tính sinh học, với nguồn gốc thiên nhiên, các nhà khoa học nữ của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những thành tích xuất sắc trong việc tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.
Giải thưởng Kovalevskaya năm 2020 cũng đã được trao tặng tập thể Nữ viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên vì những thành tích trong nghiên cứu khoa học. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với tập thể nữ này qua phóng sự sau đây. Đây là vườn ươm đông trùng hạ thảo tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên để phục vụ cho nghiên cứu cũng như sản xuất viên uống đông trùng hạ thảo Escargot tăng sức đề kháng, tốt cho sức khỏe của giáo sư tiến sĩ Lê Mai Hương. Là một trong những người tiên phong trong việc xây dựng và phát triển phòng thử nghiệm hoạt tính sinh học ở Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên Việt Nam, giáo sư Lê Mai Hương cùng các đồng nghiệp rút ngắn được thời gian nghiên cứu, sàng lọc, đánh giá được hoạt tính của các hợp chất thiên nhiên được khai thác. Từ phòng nghiên cứu này, bà đã sáng chế ra nhiều sản phẩm đã được lưu hành rộng rãi trên thị trường, phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cái nỗ lực trong nghiên cứu nó rất là quan trọng. Bởi vì anh update ở đây không phải là update chỉ là nói mồm, chỉ là quảng cáo là sản phẩm của tôi tốt hơn. Mà cái update ở đây là người ta dùng, người ta thấy tốt hơn và cái chứng minh của cái sản phẩm là các cái bài báo quốc tế được công nhận hay là cái sở hữu trí tuệ được công nhận. Với số lượng cán bộ nữ chiếm đông đảo hơn 70%, nhiều năm qua, tập thể nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên đã góp phần quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của toàn viện. Giai đoạn 2010-2020, tập thể nữ đã chủ trì 29 đề tài, dự án cấp nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về khoa học công nghệ, kinh tế kỹ thuật và kinh tế xã hội, 30 đề tài cấp bộ và hàng trăm đề tài cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu từ các đề tài tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực hóa học, hóa dược, nông nghiệp, vật liệu và môi trường. Truyền thống của viện là cũng có mang tính ứng dụng, nhưng mà đôi khi để mà có tính ứng dụng đấy thì bao giờ cái bước đầu tiên cũng phải là cơ bản. Và hai công việc đấy là nó phải gắn liền song song với nhau, nghiên cứu cơ bản và từ khi kết quả đấy mình định hướng được, mà kết quả đó nhất mình có thể định hướng vào trong thực tế. Là một đơn vị chủ yếu là nữ, nhưng các nữ khoa học tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên luôn có một tinh thần đoàn kết cao, tương trợ nhau trong mỗi đề tài nghiên cứu khoa học, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Trong những thực hiện các vấn đề nghiên cứu khoa học hay là các chúng tôi đều có những chủ trương để tạo điều kiện với mục tiêu là đảm bảo cho cán bộ nữ được phát triển. Mặc dù có rất nhiều khó khăn đối với những người phụ nữ làm khoa học, tuy nhiên, đối với các cán bộ nữ của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên được đam mê theo đuổi, được cống hiến, đó chính là niềm hạnh phúc. Với những kết quả đã đạt được, tập thể nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên đã được nhận giải thưởng Kovalevskaya năm 2020. Đây không chỉ là niềm vinh dự của một tập thể, mà đó còn là niềm tự hào của mỗi cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, không nề hà gian khó để đem lại những giá trị thiết thực trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết và ly cà phê sáng của chúng ta chắc chắn cũng đã cạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.